Trước tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân, tỉnh Sơn La đã và đang tập trung xây dựng các khu tái định cư, di chuyển người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Tại huyện Yên Châu, dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Tô Quỳnh, xã Lóng Phiêng đang được đẩy nhanh thi công để sớm đón người dân về nơi ở mới an toàn. Bản Tô Quỳnh được sáp nhập từ bản Tô Buông và bản Quỳnh Châu, hiện có 187 hộ, gần 700 hộ dân sinh sống. Trong đó, tại khu vực bản Tô Buông cũ, nhiều năm nay mỗi khi mưa lũ thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đá, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Theo thống kê, có 26 hộ của bản Tô Quỳnh nằm trong vùng nguy cơ sạt lở để xây dựng và triển khai dự án bố trí, sắp xếp dân cư, đảm bảo cho các hộ dân nơi ở mới ổn định. Như mỗi năm là lũ to về là ngập úng. Thế bây giờ là có nhà nước quan tâm đến cho chúng tôi di chuyển chỗ ở để ổn định thì chúng tôi rất cảm ơn nhà nước. Điểm tái định cư Tô Buông được Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu quyết định xây dựng gồm các hạng mục san nền, đường giao thông vào điểm tái định cư, đường nội bộ, thanh thải lòng suối, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt. Hiện công trình đang được đẩy nhanh thi công, đạt được khoảng 60% khối lượng. Dự kiến tháng 12 năm 2023 này, các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở sẽ được chuyển về nơi ở mới. Sau rất nhiều năm về lo âu của cán bộ và nhân dân của bản Tô Buông cũ ấy, thì đề nghị thì hiện nay được Đảng nhà nước quan tâm để cho cán bộ và nhân dân bản được di chuyển cho điểm tái định cư mới. Cấp ủy chính quyền bản và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể luôn luôn tuyên truyền vận động bà con nhân dân được đến ở nơi mới. Bà con nhân dân rất là yên tâm và phấn khởi. Sắp xếp bố trí lại dân cư đòi hỏi phải đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường nên mức đầu tư rất lớn. Nhưng với quyết tâm để nhân dân được sống tại nơi an toàn, yên tâm lao động sản xuất, huyện Yên Châu đã bố trí nguồn kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng từ dự án chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung rà soát, phối hợp với các cấp các ngành để triển khai các dự án trên địa bàn xã. Đối với dự án sắp xếp khu dân cư ở bản Tô Quỳnh thì cũng đã triển khai dự án với cái diện tích là 17.472 m2 với số vốn kinh phí là 9,8 tỷ đồng thực hiện sắp xếp khu dân cư vùng bị ảnh hưởng của thiên tai với số hộ phải di chuyển là 26 hộ. Việc bố trí dân cư bằng các hình thức tập trung xen ghép sẽ từng bước ổn định đời sống, giúp nhân dân yên tâm sinh sống, phát triển sản xuất. Qua đó giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.